Vâng, em xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio nhé. Em lên nhanh cho các bác một cặp Onkyo, vâng, 3 đường tiếng. Đấy, dòng 3 đường tiếng. Để bác nào mà thích kiểu dòng dòng loa 3 đường tiếng mà nó thanh gọn, nhẹ nhàng thì có thể lấy cặp này nhé, tham khảo cặp này cho em. Đây, về hình thức thì mời các bác nhìn qua nhé. Hàng bãi thì cái chuyện nó bụi bặm một tí là nó đây này, nó con này thì phía sau nó hơi bị xíu này, để em nói rõ luôn nhé. Nhà em là bán hàng này, em cứ trên quan điểm là nói thẳng nói thật luôn, thuận mua vừa bán, các bác xem cảm thấy ưng ý thì chốt được chưa, không thì mình tham khảo cặp khác. Con này thì công suất của máy là công suất của loa nhé. Đây, về thông số kỹ thuật đây, em sẽ chụp cho các bác xem này. Công suất là 100W các bác nhé, công suất 100 này, trở kháng là 6 ohm này. Đấy, là đây em thấy ghi là 91 decibel này. Đấy, 37 đến 30 Hz này. Và khối lượng của loa là 10,5 cân một con. Tức là hai con này nó rơi khoảng là 21 cân. Đấy. Made in Japan, tức là sản xuất tại Nhật. Cầu thì nó là cầu bắp chuối rồi. Đó. Này nha, về hình thức nhà em quay là thực tế luôn nhá. Không hề chỉnh sửa video, cắt ghép gì nhá. Đấy, tất cả là hàng nguyên, nghiêm chỉnh luôn. Đấy. Đấy, đấy là phía sau nhá. Đấy, còn trên đầu nó đây, trên nóc loa đây. Nói chung con này thì về các bác chịu khó ngồi gọi là dọn dẹp cái loa đi tí này, em thấy là đẹp đấy các bác nhá. Mặt mũi nó là đẹp nhảy được, còn mặt sau thì nó là chuyện bình thường các bác nhá. Mình kê vào như kê như em đang kê, mặt sau thì có ai ngắm đâu đúng không ạ. Chủ yếu quan trọng là mặt trước phải đẹp như thế này. Đây, đẹp như thế này là quá tuyệt vời rồi. Con này của em thì nó thật sự các bác là nó 3,2 triệu đấy, cả 3,4 triệu đấy là hàng đẹp, 3,4 triệu là hàng đẹp, còn 3,2 triệu là hàng trung bình thôi đấy. Tuy nhiên thì con này thì hiện tại nó đang phía sau hơi bị xíu đấy, thì thôi em xả cho các bác còn 2,6 triệu các bác nhá, 2,6 triệu đấy, xả rẻ luôn cho các bác nhá. Về các bác mất công mình dọn dẹp đi qua tí, còn nếu bác thợ là dọn dẹp qua tí kiếm bao thuốc nhá. Đấy, dọn dẹp đi trao đổi kiếm bao thuốc ngon ơ luôn em thật. Các bác cặp này trên thị trường người ta đang bán tầm khoảng 3,2 triệu 3,3 triệu mà. Đấy, 3,2 3,3 đấy, đấy là hàng trung bình đấy, còn hàng đẹp của nó 3,4 3,5 cơ, 3,4 3,5. Còn ở đây thì em nói rồi, phía sau hơi bị xíu thì em đang xả còn có 2,6 củ. Đấy, để về các bác nào, anh em thợ nào mà chịu khó mình dọn dẹp qua tí kiếm vài đồng nhá, kiếm bao thuốc. Rồi, về dòng này thì chép của nó đây các bác này, thiết kế rất đẹp nhá. Đấy, ốc của nó là ốc dòng 6 cạnh, đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, chung đây, chung của nó là gân vải các bác nhá. Đấy, bát này, kích thước em sẽ đo luôn này. À, dòng này các bác nhá, bát nếu mà đo tiêu chuẩn nó rơi khoảng 22. Đấy, còn nếu mà đo theo cái gọi là cái viền bên trong này nhá thì nó rơi khoảng 20. Đấy. Nói chung con này nếu mà đo theo viền gân ấy, thì nó rơi khoảng là 20 các bác nhá, đo cái viền gân. Đấy. Còn chiều rộng của loa này, rộng của loa là 28 này. Sâu là 22 này. Và chiều cao này. Chiều cao của nó là 51 các bác nhá, cao 51,5. Đấy, thì đấy là về kích thước. Về giá thì em nói rồi nhá, là 2,6 củ. Đấy, thì bác nào mà chốt cặp Onkyo này thì alo cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá. Một trong hai số thì các bác gọi cho em số nào cũng được, hoặc có thể qua trực tiếp cửa hàng nhà em đặt hàng nhá. Nhà em thì ở gần bến xe Mỹ Đình, các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng hoặc là alo đặt hàng từ xa được. Đấy, loa thì có về cả căng luôn cho hai bác này, cho các bác này. Đây. Căng hai trước nhá. Đấy. Vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây nhé.